Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển 12 tháng bằng đường hàng không với hành khách Lê Thị Hiền vì đã có hành vi gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, bà Lê Thị Hiền sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bị cấm vận chuyển 12 tháng tính từ ngày 27 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2021. Các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền theo thời hạn nêu trên.